Sau khi lộ loạt ảnh chụp cưới ở nước ngoài, người hâm mộ đang rất nóng lòng đón đợi ngày hạnh phúc của thần tượng. Không để đợi lâu thêm nữa, Đông Di hiện tại đã mở màn gửi lời mời cưới đến những người gamer thủ thân thiết của mình. Theo một nguồn tin, hôn lễ của nữ ca sĩ và gamer thủ trai là ông Cao Thắng sẽ diễn ra trong tháng 11 tại Phú Quốc. Tin nhắn Đông Di đi mời cưới gây sốt mạng xã hội. Trước đó ít ngày, Đông Di và ông Cao Thắng đã tung loạt ảnh re que đinh siêu nhí nhảnh bên nhau. Diện đồ đôi trẻ trung, Đông Di ông Cao Thắng như quay trở lại khoảng thời gian thế hệ hẹn hò tuổi đôi mươi, dễ yêu mến và hồn nhiên. Để người hâm mộ thêm nóng lòng hy vọng đến ngày công khai bộ ảnh cưới chính thức, thế hệ đây Đông Di và ông Cao Thắng nối tiếp tung clip hậu trường buổi chụp hình re que đinh. Với thời lượng dài hơn 3 phút, cặp đôi làm khán giả yêu thích bởi độ ăn ý, vừa nhí nhảnh vừa trẻ trung hát tuổi đáng nể. Trước đó, cặp đôi bị cầm gặp gỡ cầm tay nhau chụp ảnh cưới ở Úc. Yêu nhau cả một thập kỷ và chuẩn bị làm đám cưới, nhìn ông Cao Thắng và Đông Di cười cợt rạng rỡ làm ai cũng thấy hạnh phúc theo. Một số hình ảnh re que đinh của ông Cao Thắng và Đông Di đã được hé lộ với khán giả.